chào các bạn nha. Hiện tại á, nhà mình còn đang ở trong thành phố Edmonton nơi mình sống nè. Hôm nay mình sẽ ra khỏi thành phố Edmonton nha, đi đến vùng ngoại ô để mình quay nhà cửa đường phố cho các bạn xem như thế nào ha. Nơi đó cách thành phố Edmonton khoảng 25 phút đến nửa tiếng lái xe à. Đâu vậy Lona, có chuyện không? Trời hôm nay không có nắng nè các bạn ơi. Đây ở phía bên này là có dòng sông nè, có cái cầu bắc ngang. Nhưng mà mùa này thì không có còn thấy đẹp nữa, tại vì lá nó rụng hết rồi. Mình đang ở trong trung tâm thành phố, chạy ra hướng Southside. Bên này là trung tâm thành phố á các bạn, nơi mà có những cái nhà cao tầng á. Giờ thì đang chạy trên cái cầu sắt rất là cũ. Cái cầu sắt này lâu năm lắm rồi nè. Cũ lắm rồi. Nhưng mà người ta chưa có sửa lại nữa. Đây là anh tài xế đẹp trai của mình. Hello. Quá đẹp trai luôn. Tài xế mốm. Tài xế mốm. Mốm duyên nha. Trời hôm nay không có nắng, mây nhiều, âm u. Nơi á mà mình sắp đến quay video cho các bạn xem á là có rất là nhiều nhà mới, tại vì nó là khu mới mở á các bạn. Mình sẽ đến khu Willow Haven nha. Bác sĩ nói là không được phải đeo nữa. Thì ok. Không thì có thể quanh một mình, có thể xem một tháng nữa. Thế có thể xem một tháng nữa không? Bên này là 7-Eleven nè các bạn, là trạm xăng với lại tạp hóa đó. Người ta bán đồ tạp hóa. Kia kìa, đúng ở chỗ này, phía kia kìa. Quay áp dòng dài phía kia. Ở bên đó nó nhiều người sao? Ừ, có hàng quán nhiều. Ở Summer Sway. Ừ, đúng rồi. Trời, nào đủ ánh sáng mới chụp ra sao? Bởi vậy. Thì trời âm u quá. Lúc thì sáng quá, chói. Bữa đi quay chói rồi đó. Cái này quay hai bên này mà sao quay sau nữa chứ. Không chói nữa. Nhưng mà cái ánh sáng nó lại không được đẹp. Đang nhìn Dosco. Bởi vì thằng này nó có cái ấy nữa, bắt lay rồi của con ấy mình đi chỉnh rồi chỉnh. Đây nhìn Costco. Ờ, Costco. Đây là điện cao thế. Ở đây á, nhiều khi mình ở trong thành phố mình ít thấy dây điện lắm, tại vì người ta làm dây điện âm ở dưới đất á. Chôn. Ta chôn ở dưới đất á. Cho nó an toàn hả con?
Mỹ đi phát triển lúc nào vậy? Nhà mình quẹo vô trong này để tìm cái máy sưởi ấm mini cho má chồng mình. Bữa ăn em con ba cái nào? Ủa giờ ba ăn. Ba ăn không? Ba ăn trẹo. Ở đây người ta cũng có nhiều cái cửa hàng bán đồ. Ba đi vô coi cái quạt, cái hít cho bà nội. Thiên Nga. Hello. Mình đến chỗ để mua hít rồi nè, mua cái máy sưởi á. Chân bị tê, nói chân bị tiêu rồi. Thiên An á. À, chân đó tê hả con? Thiên An đang đứng đâu đây? Chỗ đèn. Chỗ đèn hả? Nó đẹp. Nó đẹp hả? Nhiều đèn. Nhiều đèn quá. Thiên An thích chỗ này hả? Thiên An đi xem mua máy sưởi cho bà nội. Mà Thiên An thấy đèn đẹp cho nên Thiên An đứng lại xem nè các cô chú. Để một mình ba xem máy sưởi thôi. Nhiều đèn quá. Ừ. Vậy sao? Giống ngay chỗ bếp mình đó hả? Thôi má tắt nha. Dạ, bye bye. Bye bye Thiên An. Sau khi xem máy sưởi xong rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục đi qua cho các bạn xem nữa nha. Các bạn thấy á, còn rất là nhiều đất trống luôn á. Mình nghĩ sau này á, nếu mà dân số đông rồi cũng sẽ xây nhà hết ở đây nha. Mình đi gần tới chỗ mình cần đến rồi đó. Ra đó mình sẽ quay nhà cửa cho các bạn xem ha. Đâu có gì nhà con, má đi quay mà. Quay cho các cô các chú xem nè. Ừ, quay cho các chú với các cô xem cái khu nhà này như thế nào đó mà. Có lâu không? Không lâu lắm. Yeah. Ba nhìn. Các bạn xem nè, nhà cửa người ta xây rất là nhiều nhưng mà vẫn còn đất trống á. Willow Haven. Mình đến khu Willow Haven rồi đó. Cách thành phố Edmonton khoảng 25 phút đến 30 phút lái xe. Nhà cửa mọc lên san sát luôn á. Trong này là khu mới mở cho nên nhà vẫn còn mới lắm các bạn. Giống nhà của mình. Nhà của mình đâu có đẹp như nhà này đâu con. Nhà mình thuộc nhà nghèo so sánh với ta. Đây nè, nhà đẹp không nè. Nhà có nhà để xe phía trước. 227 nó đúng ngay đó, ở trong mấy cái chữ. Nhà này có mắc tiền đó không xã hả? Ừ, mấy nhà này. Xã nói lớn lên. Nhà này gì mất tiền mất chắc cái nhà mất hơn nhà mình. Mình như nhà nào mất như mình đó. Đấy, nhỏ nhỏ gọn gọn dễ thương không xã? Nè. Nhà này thì không có nhà để xe phía trước. Có thì nhớ có nhà để xe sau. Nhà để xe phía sau. Đúng nhà có mình.
đây thì rẻ hơn nhà bên này. Ờ, cái nhà nhà mà gara xe phía trước thì mắc hơn không sao? Phải vậy không? Dễ thương quá nè. Nhà mình nó nhỏ còn dễ thương. Rất là yên tĩnh luôn. Nhà mình là nhà của mình là nhỏ mà. Các bạn thấy trắng trắng ở dưới là tuyết á. Mấy bữa tuyết rơi nó vẫn còn á. À, nó chưa có tan hết. Bữa nay trời ấm là nó tan cũng nhiều lắm nhưng mà nó vẫn còn. Việt Nam không có nhiều. Nhà này lớn nè. Việt Nam không có tiếng. Đó, những cái căn nhà này rất là lớn, rộng. Nhà này mắc tiền á. 400 mấy rồi. Không có đâu, xài nhiều tiền lắm. À, 400 mấy thôi anh ơi. Khoảng 400 mấy, 500 ngàn trở lên. Mình không biết chính xác đâu. Chỉ là đoán thôi. Tại vì cái khu này á, nó cách nhà mình khoảng cách thành phố Edmonton á khoảng 25 phút lái xe. Nó hơi ra ngoài khu trung tâm thành phố tí xíu. Mấy cháu mấy cháu đang chơi phía trước. Xây cái màu nhu nhu không xã ha, làm cái màu nhu nhu nhìn sang. Có nhà đã bán rồi. Cái nhà này đang bán. Bán rồi hả? Các bạn thấy rất là sạch sẽ. Khu nhà ở thì lúc nào nó cũng yên tĩnh như vậy đó. Nó không có ồn ào giống như là khu buôn bán. Đẹp quá à. Tĩnh trong những cô yên tĩnh nhìn buồn sao? Buồn hiếu. Nhìn thấy buồn lắm các bạn. Nhưng mà mọi người ở cũng quen rồi, mình ở sống ở đâu mình quen đó á, quen nhìn cái cách sống ở đây. Mọi người ở trong nhà hết à? Tại vì Canada rất là lạnh, cho nên thường ở trong nhà chứ ít có ra ngoài lắm. Nhìn nó thì thấy buồn nhưng mà yên tĩnh cũng là một cái hay, hay không xã hả? Đơn giản người ta trong nhà hết rồi chứ đâu phải. Muốn đi đâu thì cứ leo lên xe rồi chạy đi thôi. Về chui vô nhà thôi. Đi làm về, đi học về thì vô nhà coi tivi. Còn muốn đi chơi cuối tuần thì qua nhà bạn bè hoặc là đi shopping mua sắm, đi ra ngoài ăn. Bữa nay mình đi quay á, trời không có nắng, mây nhiều cho nên âm u á, nhìn ánh sáng nó không có sáng lắm. Các bạn đi hồi nãy giờ thấy không có người thấy không?
Thấy ít thôi hả con? Đúng rồi, lâu lâu mới thấy có người. Ở đây người ta bắt đầu trang trí Giáng sinh nè. Đẹp không con? Ba nó có keo ở trên con nữa. Nãy con rửa chưa sạch đó. Hôm con mới bỏ keo ở trên con nữa. Lại bỏ chi nữa vậy? Thì ngang thấy nhà đẹp không con? Thấy. Đẹp hơn nhà mình ha. Tí. Tí. Tí rồi tí con nhiều chứ tí đâu. Không. Nhà mình nó đẹp mà. Không có đâu, nhà mình chỉ là ở gần thành phố thôi. Cái này ở thành phố. Ở gần trung tâm thành phố. Trung tâm là gì? Trung tâm là ở giữa đó. Ở giữa sao? Ừ. Còn cái này ở ngoài thành phố. Không, mình nó trong. Này là townhouse. Tức là những cái ngôi nhà mà nó dính liền nhau á. Có nhiều cái là townhouse, còn có nhiều cái thì duplex. Là hai căn nhà mà nó liền kề nhau á. Chung vách. Duplex là hai nhà chung vách. Phía trước nè mặt mình đó là triple garage. Lớn dễ sợ luôn, có hai cái nhà để xe luôn. Cái bự cái nhỏ. Một bên nhà để xe lớn và một bên nhà để xe nhỏ nè. Để được 3 chiếc xe. Để được khoảng 3 chiếc xe. Trong 3 chiếc xe, 4 chiếc xe đúng không? Còn cái này là nhà để xe ở phía sau. Nó nhỏ mình. Ừ đúng rồi. Sao mấy nhà này có ba số thôi. Ừ. Có ba số mà có cái tên con. Số đầu thôi mà có tên. Cái tên nữa. Là 123 Edward gì đó ví dụ như. Phía trước mặt mình là cây. Không còn cái lá nào luôn. Nó rụng hết luôn rồi. Không á, có ít lá thôi. Phía dưới là tuyết. Ở trên Việt Nam mà không có tuyết. Còn cái tóc mới. Con đi qua chỗ cắt tóc rồi mà. Bữa nay con có tóc mới rồi mà. Con biết tin dối vậy. Ừ. Con nói với các cô chú đi, con nói con có tóc mới. Con có tóc mới. Ừ. Merry Christmas. Ông già Noel thích này. Ông già Noel thích này hả con? Chứ mà chồng ông già Noel thiệt. Trước mặt mình là công viên nè các bạn. Tuyết trắng đầy luôn á. Lạnh quá cho nên đâu có ai ra chơi đâu. Nó vắng hay là vắng luôn. Trời âm u thì giống tối không. Trời âm u là gì vậy? Âm u là nhiều mây nè. Là cloudy đó. Buổi chiều mình về nhà. Sắp về rồi. 21 minutes. Sắp rồi. 21 hours and 21 minutes. Đi hồi nãy giờ mình mới thấy có người dắt chó đi dạo á. Ở cái khu này khu mới cho nên các bạn thấy người ta cũng có trồng cây á. Nhưng mà cây nó còn nhỏ lắm. Mà mùa đông nữa cho nên lá nó rụng hết rồi, mình không có thấy cái không gian xanh nhiều. Má, ô,
Cái này là phía sau nhà. Những cái gara mà những cái nhà để xe ở phía sau á. Như hồi nãy mình có nói với các bạn á, nhiều ngôi nhà đó nó có nhà để xe ở phía trước, có nhiều nhà có nhà để giữ xe ở phía sau. Đây là những cái những ngôi nhà mà có nhà để xe ở phía sau nè. Gì con? Rồi, để mau quay con. Ok, con để từ từ. Trời, cuối đường rồi, đi ra thôi. Thì ngang cứ trông về nhà hoài. Nhà này nhỏ nhỏ này không sao? Hai tầng hả không sao? Video mình cũng dài lắm rồi. Bây giờ ông xã mình sẽ tìm đường để đi ra đi về nha. Chạy lòng vòng hồi nãy giờ chưa biết đường ra nè. Tại vì khu này khu mới á các bạn, cho nên ông xã mình chưa có đi ra ngoài này nhiều, đường phố chưa có quen. Đi lòng vòng luôn hồi nãy giờ để tìm đường ra đó. Rồi thấy đường lớn rồi đó. Đi ra đường lớn là đi về thôi các bạn. Chạy không có quen đường ở ngoài này á, cho nên chạy hồi rối luôn. Thôi bây giờ mình chào các bạn nha. Hẹn các bạn video sau. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Chúc các bạn vui vẻ nè. Bye. Chào các bạn nha.